Chào mọi người, hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu về máy xay sữa hạt T3VDM2. Máy xay sữa hạt T3VDM2 có thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng vô cùng hiện đại và sang trọng. Máy xay sữa hạt mang lại cảm giác cao cấp và nổi bật. Về cấu tạo máy cũng đơn giản, các bạn chỉ cần cắm dây nguồn vào thân máy. Sau đó, đặt cối xay lên thân sao cho máy báo kết nối và hiện thông báo ở màn hình LED là được. Mình sẽ hướng dẫn cách nấu và các chế độ của máy luôn nha. Đầu tiên, các bạn cho nguyên liệu vào. Sau đó căn mực nước sao cho phù hợp với lượng nguyên liệu, ở đây mình sẽ nấu 600ml sữa đậu nành. Tiếp theo, chỉ cần đóng nắp và chọn chế độ là xong. Máy xay sữa hạt T3VDM2 có 10 chế độ lần lượt là sữa đậu nành, cháo ăn dặm, sữa hạt ngũ cốc, nấu súp, nấu cháo, sữa ngô, nước ép hoa quả, sinh tố, chế độ hẹn giờ và chế độ làm sạch. Mình sẽ chọn chế độ Suya là nấu sữa đậu nành và ấn nút là máy sẽ bắt đầu đun và nấu sữa hạt. Máy có chức năng mình rất thích đó là báo thời gian nấu. Nói một cách dễ hiểu là khi máy hoạt động, trên màn hình LED sẽ báo thời gian còn lại để nấu xong sữa hạt. Tính năng này vô cùng hữu ích giúp người dùng kiểm soát được thời gian mà không cần phải để ý đến máy khi nào nấu xong. Sữa hạt nấu bằng máy xay sữa hạt T3VDM2 rất thơm ngon, sánh mịn. Cối xay của máy làm từ thủy tinh nên giúp giữ hương vị hạt thơm ngon hơn các dòng máy xay khác trên thị trường. Sữa không hề bị lợn cợn hay có cấn. Thiết kế máy cũng nhỏ gọn nên rất phù hợp với những ai đang sống một mình hoặc gia đình ít người nè. Đặc biệt, máy có chế độ vệ sinh nên khi nấu sữa xong bạn chỉ cần đổ nước vào, chọn chế độ vệ sinh là clean ở cuối cùng và nhấn thêm một lần nữa để máy khởi động là xong. Máy xay sữa hạt T3VDM2 có đi kèm một bàn chải siêu tiện dụng nữa nha. Trên đây là hướng dẫn sử dụng máy xay sữa hạt T3VDM2. Chúc các bạn có những mẻ sữa thật thơm ngon và bổ dưỡng nhé!